Một là chính phủ ủng hộ mô hình tự chủ của trường Tôn Đức Thắng. Hai là luật giáo dục đại học đã quy định rất rõ. Hội đồng trường là cơ quan quyền lực của trường. Mình hiểu như vậy. Và như vậy các chức danh lãnh đạo bao gồm hiệu trưởng thì phải do hội đồng trường quyết và đề nghị cấp có thẩm quyền. Ở trong trường hợp này là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận hoặc phê chuẩn. Như vậy có nghĩa là nếu trong trường hợp có hội đồng trường thì việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xử lý hiệu trưởng của trường Tôn Đức Thắng mà không căn cứ vào đề nghị của hội đồng trường thì là không đúng luật. Tuy nhiên đây là một trường hợp rất đặc thù bởi vì hội đồng trường của trường Tôn Đức Thắng đã hết nhiệm kỳ và việc kiện toàn hội đồng trường của Tổng Liên đoàn là chậm trễ do nguyên nhân cả chủ quan và khách quan. Cho nên tới thời điểm mà ban giám hiệu của trường Tôn Đức Thắng bao gồm hiệu trưởng đấy, nhận kỷ luật của đảng thì trường Tôn Đức Thắng không có hội đồng trường. Và vì vậy nó có câu chuyện không rõ ràng ở chỗ này. Chính vì lý do đó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục phải vào cuộc và trực tiếp lập một đoàn do một đồng chí thứ trưởng vào làm việc trực tiếp để làm rõ đúng sai và có hướng dẫn. Trước hết phải thành lập lại hội đồng trường theo đúng quy định của pháp luật. Là trường Tôn Đức Thắng là một mô hình tốt, có được cái trường ấy như ngày hôm nay có thể nói là một điểm sáng của giáo dục đại học và của tự chủ đại học. Trong đó có sự đóng góp của Đảng, nhà nước, của chính quyền, của thành phố Hồ Chí Minh, của Tổng Liên đoàn, của tập thể cán bộ giáo viên và của ban lãnh đạo trường Tôn Đức Thắng gồm có hiệu trưởng Tôn Đức Thắng là chúng ta rất đáng trân trọng. Còn việc xử lý cán bộ thì lại theo các quy định của Đảng và pháp luật về công chức và theo cái thông lệ quản lý cán bộ. Ví dụ như là kỷ luật hành chính thì đồng bộ với kỷ luật Đảng mà chúng ta vẫn thực hiện.